Thanh Thúy. Tình huống ghi điểm ở vị trí số 4 của Thanh Thúy. Điểm đầu tiên trong set đấu này đã thuộc về đội tuyển Việt Nam. Trước đó trong set đấu mở màn thì Indonesia là những người có điểm trước. Tiếp tục là cầu phát bóng của Lâm Oanh. Lâm Oanh phát bóng bay nhưng đó là những đường thắng, đường bóng đi rất khó chịu. Bóng chạm tay chắn của Thanh Thúy. 1-1 dành cho Indonesia. Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng chúng ta không được phép chủ quan với thế trận hiện tại. Bởi rõ ràng là Indonesia đang thi đấu rất tập trung. Còn đội tuyển Việt Nam thì đang gặp khá nhiều vấn đề trong việc phòng thủ và bắt bước một. Phát bóng không qua lưới, điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Người vừa phát bóng lỗi là Ratri, chủ công mang áo số 2 bên phía Indonesia. Trong trận đấu thứ nhất thì Ratri, Megawati và Medi là ba mũi công lợi hại nhất bên phía Indonesia. Nỗ lực cứu bóng thành công của Đoàn Thị Xuân. Tấn công ở vị trí số 2. Tú Linh. Tiếp tục là cơ hội tấn công dành cho đội tuyển Việt Nam. Trần Tú Linh không qua được các tay chắn đối phương. Có thể thấy là đội tuyển Indonesia nghiên cứu khá kỹ đội tuyển Việt Nam. Ngày hôm nay họ bám chắn rất tốt. Hai tay chắn áo trắng đã ngăn chặn thành công tình huống tấn công ở biên 4 của Tú Linh. Ulan Hari phát bóng ra ngoài. 2-2 dành cho đội tuyển Việt Nam. Sau tình huống phát bóng lỗi vừa rồi thì số 10 sẽ ra sân để nhường lại vị trí cho libero bên phía Indonesia. Các phụ công sau khi xuống hàng sau thực hiện xong lượt phát bóng của mình thì sẽ rời sân để các libero có thể tăng cường khả năng phòng ngự cũng như bắt bước một. Đó là những sự điều chỉnh quen thuộc ở môn bóng chuyền. Đội tuyển Việt Nam vừa có thêm một điểm nữa với tình huống chắn bóng tốt, ngăn chặn mũi công Megawati. Bỏ nhỏ. Các cô gái Việt Nam đã va vào nhau trong nỗ lực phòng thủ vừa rồi. Một tình huống thi đấu rất cố gắng của Tú Linh và đội trưởng Trần Thanh Thúy nữa. Nhưng chúng ta đã không hiểu ý nhau trong tình huống dàn xếp phòng ngự vừa rồi. Đánh là của Lý Thị Luyến. Như vậy là phụ công cao nhất của đội tuyển Việt Nam cũng đã vào sân. Thêm một sự thay đổi người của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Trên giấy tờ thì Lý Thị Luyến đang được đăng ký với chiều cao 1m90. Nhưng thông số mới nhất về cô gái phụ công của Hóa chất Đức Giang Tia Sáng lúc này là 1m95, hơn Thanh Thúy 2cm và là người cao nhất tại SEA Games lần này. Thanh Thúy. Tình huống tấn công tốt sau vạch 3m của Thanh Thúy. Cú đập vẫn chưa có lực như thường thấy của 4T. Nhưng cú đánh vừa rồi đủ độ hiểm hóc để đội tuyển Việt Nam có thêm một điểm nữa. Pha tấn công vào vị trí của Megawati. Đánh biên. Đoàn Xuân cứu bóng thành công. Sau đầu, chúng ta ghi điểm với tình huống chắn bóng tốt của Tú Linh. Tú Linh đã bắt bài được đối phương sau pha phối hợp vừa rồi với một miếng đánh ở vị trí số 2. Tình huống đánh bay sau vừa rồi là của phụ công đội trưởng số 17, Winda.
Winda là một cái tên rất đáng chú ý bên phía đội tuyển Indonesia. Cô bắt đầu chơi bóng chuyền từ năm 9 tuổi. Và lần đầu tiên được triệu tập lên tuyển vào năm 2010 khi mới 15 tuổi. Và từ đó đã khẳng định vai trò cũng như vị trí của mình trong đội hình của đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia. Năm 2017 thì chính Winda là vận động viên bóng chuyền nữ đầu tiên đội khăn trùm đầu thi đấu. Và đáng chú ý hơn nữa là những chiếc khăn trùm đầu lúc này của các cô gái Indonesia chính là một trong những thiết kế của Winda. Indonesia vừa rút ngắn được cách biệt. Sau lượt hội ý của mình thì Indonesia đã có được điểm thứ tư. Khánh Đa nghĩ rằng bóng đi ra ngoài sân. Bây giờ là cầu phát bóng của Medi. Sau đâu? Cú đánh không tốt của Lý Thị Luyến. Lý Thị Luyến có lợi thế về mặt chiều cao, nhưng rõ ràng là phụ công mang áo số 22 cần phải cải thiện những cú đánh và cả khả năng chắn bóng của mình. Đường truyền cũng không vừa tầm với chiều cao của Lý Luyến. Đánh biên Tú Linh. Megawati. Có vẻ như bóng ra ngoài. Nhưng như vậy trọng tài xác định đó là tình huống ghi điểm của đối chuyền mang áo số 3. Sáu bảy, khoảng cách chỉ còn là một điểm. Tú Linh cũng không thắng được các tay chắn của Indonesia ở tình huống vừa rồi. Đó là tình huống chắn bóng thành công của Winda. Winda chính là đội trưởng của đội tuyển Indonesia, số 17 chơi vị trí phụ công, sinh năm 1995, cao 1m78. Phát bóng không qua lưới và chúng ta có được điểm thứ 8. Các cô gái Việt Nam cần phải nhanh chóng ổn định lại về mặt tâm lý. Đối thủ chơi cũng không quá hay nhưng chúng ta đang bị căng cứng về mặt tâm lý. Cầu phát bóng của Tú Linh. Bóng ngoài. 9-7 dành cho đội tuyển Việt Nam. Đó là cú đánh sau vạch 3m của Megawati. Lần này thì cảm giác của Khánh Đang đã chính xác. Tú Linh tiếp tục phát bóng. Cú bỏ nhỏ rất khó chịu của Rachi. Thanh Thúy. Chắn bóng tốt. Đó là tình huống chắn bóng thành công của hai cô gái cao nhất ở kỳ đại hội lần này. Đội trưởng Thanh Thúy cao 1m93 và Lý Thị Luyến phụ công cao 1m95. Hai vận động viên bóng chuyền nữ có chiều cao trên 1m9 ở SEA Games 32. Xử lý rất khó chịu của Indonesia. Tiếp tục là cơ hội tấn công dành cho đội bóng áo trắng. Bóng đánh bay sau thành công của Mandy. Thưa quý vị, đó là Winda. Một mình Thanh Thúy đã không ngăn chặn được cú đánh này của số 17. Winda sẽ là người phát bóng. Tỷ số đang là 80. Phát bóng ra ngoài.
vẫn đang là một thế trận rất chật vật cho đội tuyển Việt Nam. Cần phải tập trung hơn nữa, nhưng cũng cần thả lỏng về mặt tâm lý. Lý Thị Luyến sẽ phát bóng. Pha xử lý hai chuyền không thành công của Lâm Oanh sau khi Lý Thị Luyến đã có một tình huống bắt bước một không thuận lợi. Chúng ta đang có quá nhiều vấn đề trong cả việc phòng thủ cũng như tấn công. Bị đối phương block quá nhiều. Còn trong những tình huống phòng ngự thì bắt bước một lại không tốt. Thanh Thúy, cú đánh trên chắn của đội trưởng Thanh Thúy. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam 12-9. Nếu đánh đúng sức thì Indonesia không có bất cứ cơ hội nào để có thể tạo nên bất ngờ trước đội tuyển Việt Nam. Nhưng không hiểu vì lý do gì trong ngày hôm nay, nhiều vị trí của chúng ta đều đang chơi dưới sức. Đó là tình huống tấn công dọc biên của Megawati. Trọng tài xác định điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Bóng không chạm tay chắn. Chắn bóng tốt, Đoàn Thị Xuân và Nguyễn Thị Trinh. Đây đang là hàng chắn tốt nhất của đội tuyển Việt Nam. Một phụ công và một đối chuyền. Đoàn Thị Xuân với chiều cao 1m82, khả năng bật chắn là 2m90. Còn Nguyễn Thị Trinh với chiều cao 1m80, khả năng bật chắn là 2m70. Hani trở lại sân để thay thế cho Megawati. Sẽ thay đổi ở vị trí đối chuyền bên phía Indonesia. Cầu phát bóng trở lại với chuyền 2 Lâm Oanh. Thêm một tình huống chắn bóng tốt nữa của đội tuyển Việt Nam. Lần này là cặp đôi Thanh Thúy và Nguyễn Thị Trinh. Liên tiếp hai pha bóng cho thấy khả năng giáp chắn rất nhanh của Nguyễn Thị Trinh. Điểm block thuộc về Thanh Thúy. Cú đánh rất mạnh từ vị trí số 2. Và kết thúc vừa rồi là của Rachi. Đối phương không thực hiện nhiều tình huống tấn công ở vị trí số 3. Điểm đến của những đường bóng là Megawati, là Rachi và Medi ở biên 4, vị trí số 2 và hàng sau. Vừa rồi là cú đánh của Nguyễn Thị Trinh. Medi, đội tấn công dành cho đội tuyển Việt Nam. Thanh Thúy, thêm một cú đánh trên chắn nữa của Trần Thị Thanh Thúy. 16-10. Mọi thứ bắt đầu được cải thiện cho đội tuyển Việt Nam. Medi. Pha phối hợp tấn công nhanh của đội tuyển Việt Nam nhưng bóng lại đi ra ngoài sau cú đánh của Nguyễn Thị Trinh. Ta cần phải cải thiện được bước một của mình. Hàng sau bỏ nhỏ. Pha bỏ nhỏ rất thông minh của Trần Thị Thanh Thúy. 17-11 cho đội tuyển Việt Nam.
nhiều tình huống xử lý bước một lỗi khiến cho Lâm Oanh cũng không thuận lợi trong những đường truyền hai của mình. Chắn bóng tốt, đó là Tú Linh và Lý Thị Luyến. 18-11 cho đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt lúc này đã có phần đồng đỉnh hơn với những diễn biến hiện tại. Khó khăn đang tạm trôi qua, chúng ta đang có lợi thế lớn trong set đấu thứ hai này. Uống chớp thời cơ tốt của Đoàn Thị Xuân. Sau khi Đoàn Thị Xuân vào sân thì khả năng phòng thủ trên lưới của đội tuyển Việt Nam đã được cải thiện một cách đáng kể. Indonesia một lần nữa lại phải sử dụng quyền khiếu nại. Xin lỗi quý vị, là sử dụng quyền hội ý. Họ đang là đội bóng gặp nhiều khó khăn hơn ở trong set đấu thứ hai này. Một set đấu mà đội tuyển Việt Nam đang ghi được rất nhiều điểm block. Khí rất sôi động được các cổ động viên Việt Nam tạo ra trên khán đài của nhà thi đấu nội dung bóng chuyền SEA Games 32. Nandita vào sân thay thế cho Rachi. Chủ công mang áo số 7, sinh năm 1997 với chiều cao 1m73. Dường như đang có lỗi vị trí của đội tuyển Indonesia. Bộ phận thư ký đang nhắc nhở các trọng tài về các vị trí trên sân bên phía đội tuyển Indonesia. Tình huống thay người khi số 7 Nandita vào sân. Thay đổi ở vị trí chủ công. Sau đó thì ở trên sân, dường như các vị trí và con người của Indonesia thời điểm này đang có một chút nhầm lẫn nào đó. Vẻ như trước đó Indonesia đã xoay cầu không đúng. Với lỗi vị trí này thì các thư ký sẽ là những người bao quát được tốt nhất. Các trọng tài thì đôi lúc phải tập trung cho những diễn biến rất nhanh ở trên sân. Trận đấu của chúng ta vẫn chưa được tiếp tục. Thank you.
Vẫn đang là những trao đổi giữa trọng tài thứ hai và bộ phận thư ký của trận đấu. Bây giờ trận đấu của chúng ta sẽ được tiếp tục trở lại. Cầu phát bóng của Nguyễn Thị Trinh. Pha phớp đánh lao điều chỉnh không thành công của Indonesia. Đường chuyền của Aneta dành cho Winda, nhưng số 17 lại thực hiện cú đập không trúng bóng. Đánh rất mạnh từ biên 4 của Medi. Ngày hôm nay thì Medi là người ghi được nhiều điểm nhất trong đội hình của Indonesia. Megawati cũng trở lại sân. Và người rời sân đó là đối chuyền mang áo số 9 Hani. Sẽ là tình huống phát bóng tấn công của đối chuyền mang áo số 3 Megawati. Cú đánh của Lý Thị Luyến. Phòng thủ thành công, Thanh Thúy hàng sau. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam, 21-12. Nỗ lực phòng ngự của chúng ta đã được đền đáp bằng việc đội tuyển Việt Nam có thêm một điểm nữa. Bây giờ là cầu phát bóng của Đoàn Thị Xuân. Phước đánh nhanh ghi điểm của các cô gái Indonesia. Và bật nhảy có điểm dừng của Winda. Winda không chỉ là một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp mà cô cũng có rất nhiều bằng cấp. Tốt nghiệp đại học với bằng kinh tế và có cả bằng thạc sĩ giáo dục thể chất. Với đội trưởng của Indonesia thì cô đã phải cân bằng giữa sự nghiệp bóng chuyền chuyên nghiệp, giáo dục đại học và kinh doanh thời trang. Một vận động viên rất đa tài đa năng. Chắn bóng tốt và đội tuyển Việt Nam có thêm một điểm nữa. Tú Linh và Lý Thị Luyến là người đã tạo nên hàng chắn đôi vừa rồi. Lúc này thì Indonesia cũng không còn thi đấu hưng phấn như thời điểm xét đấu mở màn. Và những mũi công của họ cũng đang bị chúng ta khóa ở biên 4 và cả vị trí số 2 nữa. Nhưng các cô gái Indonesia vừa có thêm một pha phối hợp đánh lao điều chỉnh thành công. Vẫn là Winda ghi điểm. Sau khi bị khóa chặt ở biên 4 và cả vị trí số 2, Indo bắt đầu có thiên hướng tấn công nhiều hơn ở vị trí số 3. Thanh Thúy. Lý Thị Luyến vẫn chưa có điểm cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng chúng ta chắn bóng tốt. Trong trận đấu thứ hai này thì rất nhiều điểm block đã được đội tuyển Việt Nam thực hiện. Khả năng tấn công của chúng ta đang rất thiếu uy lực. Không phải là những hình ảnh thường thấy của Thanh Thúy, của Tú Linh. Nguyệt Anh cũng đã vào sân. Thêm một sự thay đổi người nữa của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Một chủ công được sử dụng thay thế cho một phụ công để phát huy năng lực phát bóng của Nguyệt Anh. Nhưng Nguyệt Anh lại phát bóng ra ngoài. Ngay lập tức thì cô rời sân để nhường lại vị trí cho libero bên phía đội tuyển Việt Nam. Mới vào sân nên cảm giác bóng của Nguyệt Anh còn chưa được tốt. Đó là pha ghi điểm của Nguyễn Thị Trinh. Đường chuyền cũng không thực sự thuận lợi đối với phụ công mang áo số 15. Nhưng Nguyễn Thị Trinh cũng đã giúp cho đội tuyển Việt Nam có thêm một điểm nữa. Đó là tình huống phối hợp đánh lao ngắn giữa
Lâm Oanh và Nguyễn Thị Trinh. Được 1-0 thành công và séc đấu thuộc về đội tuyển Việt Nam với cách biệt 10 điểm. Chúng ta đã gặp nhiều khó khăn ở séc đấu mở màn nhưng bây giờ thì cũng đã kịp trở lại ngay ở séc đấu thứ hai và san bằng cách biệt. Sau hai séc đấu tỷ số đang là 1-1. Đội tuyển Việt Nam thua trước với tỷ số 21-25 nhưng ở séc hai chúng ta đã giành lại thế trận và thắng đối thủ với tỷ số 25-15.